thầy đang dạy ngải ấy cho chị Hà này, ngải này. Bây giờ người đang rất là nóng, tạt nước như vậy nhưng người đang luôn cảm giác là nóng phân cực đấy. Thầy vừa tạt nước vừa đọc kinh, đây thì cầm nhang nha, đây của mình đang đi. Chị Hà bị ngải cũng được 5 năm rồi, bị một người đồng nghiệp ở Việt Nam từ Hà Nội xuống. Có nghĩa là làm như vậy thì bớt thôi chứ không có khỏi hẳn. Vì nếu mà muốn chữa khỏi hẳn cái ngại này thì phải có thể là qua cả một tháng trời, thì ngày nào cũng phải thầy cũng phải làm phép. Đây là một trong cái ngôi chùa rất là cổ ở phía bắc của thành phố Siem Reap. Rất là nóng ha, trong những lúc trước nóng lắm luôn á, cảm giác này rất là nóng ha. Ngải Thái Lan có nghĩa là người Campuchia, người ta cũng biết chê ngải, nhưng mà như là phần lớn thầy ở đây thì không có bỏ được, chỉ có là hóa giải được cái ngải thôi chứ không có là bỏ người khác. Đây các bạn tìm hiểu sâu hơn về ngải mình sẽ hiểu thêm. Mình chỉ những hai anh chị ở ngoài Hà Nội vào, hai anh chị này có chị Hà thì bị rất là nặng rồi, và ngoài ra này có dẫn thêm em bé nữa ha, là cái em bé thì bị những cái kiếp nặng nguy hiểm đến đây để hóa giải những cái kiếp nặng đó. Thank you.